Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 4 2019. Đến với bản tin Hoa Thượng Đốn gồm có tin tài liệu và phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi tin tài liệu với Minh Thúy. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Quân đội Hoa Kỳ gần đây đã tiết lộ những hồ sơ ghi lại của hàng ngàn thí nghiệm được thực hiện tại Dugway Proving Ground. Có từ thời chiến tranh lạnh, đang làm sáng tỏ một trong những nơi bí mật nhất của tiểu bang Utah, giúp cho chúng ta có thể hiểu thêm được về những gì cơ sở thử nghiệm có độ an toàn cao đã đạt được. Dugway được coi là một trong những căn cứ bí mật hàng đầu của quân đội Hoa Kỳ. Căn cứ này nằm sâu dưới lòng đất sa mạc. Sở dĩ căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng sa mạc bởi là nơi quân đội Mỹ nghiên cứu các biện pháp chống lại vũ khí hóa học và sinh học. Dugway là một trong những cơ sở quân đội Hoa Kỳ thành lập vào năm 1942 để thử nghiệm vũ khí sinh học và hóa học, nằm khoảng 85 miles về phía tây nam của Salt Lake City, Utah, và 13 miles về phía nam của 2.624 square mile trung tâm thử nghiệm và huấn luyện Utah, tạo thành không phận sử dụng đặc biệt tiếp giáp đất liền lớn nhất của Hoa Kỳ, bao gồm 801.505 acres sa mạc của Great Salt Lake, một khu vực có kích thước tương đương với tiểu bang Rhode Island và được bao quanh ba mặt bởi các dãy núi. Tại đây có rất nhiều nhà thầu, dân sự và quân nhân đóng quân, cho nên Dugway còn có cả trường tiểu học, trường trung học và nhà hàng. Khu vực Dugway được chia ra làm hai phần. Quân đội bộ binh Hoa Kỳ điều hành ở phía bắc, nơi tập trung khu nhà ở. Phần phía đông nam do không quân điều hành, với một con đường bay đủ lớn để hạ cánh một chiếc máy bay cỡ lớn như là phi thuyền không gian. Nhiệm vụ của Dugway là thử nghiệm các hệ thống phòng thủ vũ khí sinh học và hóa học của Hoa Kỳ và đồng minh trong một môi trường an toàn và biệt lập, cũng như đóng vai trò cơ sở dự bị cho bộ binh Hoa Kỳ, cũng là nơi huấn luyện diễn tập của lực lượng vệ binh Mỹ và thử nghiệm chuyến bay của không quân Hoa Kỳ, chủ yếu là từ căn cứ không quân Hill ở Clearfield gần đó. Dugway được kiểm soát bởi Bộ Chỉ huy, Đánh giá và Kiểm soát Quân đội Bộ binh Hoa Kỳ. Khu vực này cũng được các lực lượng đặc biệt của quân đội sử dụng để huấn luyện chuẩn bị cho việc khai triển chiến tranh ở Afghanistan. Vào năm 1941, US Army Chemical Fairway Service xác định là cần phải có một cơ sở thử nghiệm ở một nơi cách xa với kho vũ khí Edwards của quân đội Hoa Kỳ tại Maryland. Căn cứ Dugway được thành hình vào mùa xuân năm 1942 và địa điểm mới được chọn để tiến hành các thử nghiệm. Trong Thế chiến thứ hai thì Dugway đã thử nghiệm chất độc, súng phun lửa, hệ thống phun hóa chất, thuốc giải độc cho các chất hóa học và trang bị bảo vệ chống hóa học. Trong năm 1943, các ngôi làng được dựng lên tại Dugway đặt tên là làng Đức, làng Nhật Bản, để thực tập thả bom các loại trong khu vực đô thị hóa của Đức Quốc xã và quần đảo Hòm của Nhật Bản. Vào tháng 10 năm 1943, Dugway đã thành lập cơ sở tác chiến sinh học tầm xa và lắp đặt radar theo dõi tại một khu vực biệt lập trong Dugway. Dugway dần bị loại bỏ sau Thế chiến thứ hai kết thúc vào năm 1945, căn cứ tạm đóng cửa vào tháng 8 năm 1946 và được mở lại khi cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên bùng nổ vào năm 1950. Vào tháng 10 năm 1958, Trung tâm Hóa học Quân đội Hoa Kỳ ở Maryland đã chuyển đến Dugway. Vào cuối những năm 1950 và đầu năm 1960 thì Project Bellwether, một nghiên cứu tại Dugway về các bệnh nhiễm trùng do muỗi lan truyền, được vũ khí hóa. Vào tháng 3 năm 1968, vụ giết cừu Dugway khét tiếng. Sau đó, giới chức y tế địa phương qua các xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ đã chứng minh rằng chiếc máy bay chở theo khí độc VX đựng trong các thùng chứa và chúng đã bị rò rỉ, xì khí độc ra ngoài khi máy bay lên độ cao, khiến cho khí độc phun xuống bãi cỏ ở bên dưới. Có khoảng 6.000 con cừu đã ăn phải cỏ phủ đầy chất hóa học và chúng lần lượt chết trong vòng 24 tiếng. Thứ chất hóa học không màu, không vị này chỉ cần một lượng nhỏ không đầy 10mg cũng thừa sức giết người, khiến cho họ nghẹt thở, tê liệt các đường hô hấp. Từ năm 1985 đến năm 1991,
The Quay là trụ sở chính huấn luyện về kỹ năng sinh tồn căn bản trên sa mạc và các chiến thuật. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2004, NASA muốn dùng The Quay là nơi đáp phi thuyền không gian vì lớp đất ở đó giống như bột hoặc thạch hay là moon dust. Tuy nhiên, phi thuyền không gian gặp trở ngại nên kế hoạch bị hủy bỏ. Vào ngày 26 tháng Giêng năm 2011, lúc 5 giờ 24 chiều, The Quay đã bị niêm phong. Có khoảng 1.200 cho đến 1.400 nhân viên ở bên trong không được phép rời khỏi căn cứ và những nhân viên ở bên ngoài không được phép vào. Với lý do là có một lọ chứa chất độc thần kinh VX đã bị mất tích. Lệnh niêm phong được dỡ bỏ vào ngày 27 tháng Giêng 2011 sau khi hồi phục vật liệu vì để sai nhãn hiệu. The Quay là trụ sở chính của máy dò tia sáng vũ trụ siêu năng lượng đầu tiên và cũng là trụ sở của một số đài radio từ xa và radio theo dõi các chuyến bay thử nghiệm quốc nội của Trung tâm Thử nghiệm và Huấn luyện Utah. Theo báo cáo từ New Science, The Quay vẫn sản xuất số lượng tế bào bệnh than vào cuối năm 2015. Hơn 4 thập niên sau khi Hoa Kỳ tuyên bố từ bỏ vũ khí sinh học, vận chuyển vật liệu đến các căn cứ quân sự và nhà thầu quân sự trên toàn cầu. Có ít nhất 1.100 thử nghiệm hóa học khác tại The Quay trong khoảng thời gian xảy ra tai nạn cừu tại The Quay. Tổng cộng có gần 500.000 pounds chất độc thần kinh đã được phân tán trong các cuộc thử nghiệm ngoài trời. Ngoài ra, còn có các cuộc thử nghiệm tại The Quay liên quan tới các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, bao gồm 328 thử nghiệm vũ khí sinh học ngoài trời, 74 vụ thử bom bẩn và 8 lò nung vật liệu hạt nhân ngoài trời để mô phỏng sự phát tán của bụi phóng xạ trong trường hợp tan chảy phản ứng hạt nhân không gian. The Quay gần đây đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm chlorine ở phía tây sa mạc. The Quay cũng đang làm việc với các nhà thầu tư nhân như là Boeing đang thử nghiệm phi thuyền không gian thương mại trong tương lai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Ngày 30 tháng 4 thì khi mà tôi đi ra ngoài đường, tôi nhìn thấy, đây là cái cảm giác tôi. Tôi nhìn thấy những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vừa chạy vừa bỏ mũ, vừa lột quần áo, vừa lột nón, rất là cảm động, rất là thương. Và ngày đó, khi mà ở Đại học Vạn Hạnh thì tôi bị một vết thương, một viên đạn rất ngay đùi và vẫn còn trong đây. Đó là một cái ghi nhớ là đất nước chúng ta có nhiều băn khoăn, có nhiều hai miền đều có sự đau khổ hết. Nhìn những người bộ đội mới vô, trông họ rất là, không nói là đáng thương, mà chiến thắng gì. Nhìn họ còn thê thảm hơn là cuộc sống của chúng ta ở miền Nam. Gia đình tôi á, thì ba tôi là sĩ quan biệt phái, đi học tập 3 năm. Người anh cũng sĩ quan, địa phương quân cũng đi học, học tập mấy năm. Một người anh nữa là hạ sĩ quan không quân, không đi học tập. Nhưng mà chúng tôi may mắn là đã được đi chương trình HO, đi ra nước ngoài hết. Ở Việt Nam giờ không còn ai hết. Thì đau lòng không? Tôi thương những người lính và tôi thương những người vợ của lính. Họ đã suffer, họ đã chịu đựng, họ đã hy sinh mất những người con, người anh. Đó thì nhìn lại, mỗi lần nhìn lại đây, tôi vẫn thương họ. Và ngay cả khi tôi đi trở lại miền Bắc, tôi nhìn những người mẹ ở miền Bắc tôi vẫn thương. Biết bao nhiêu người mẹ đã mất con ở chiến trường miền Nam. Hy vọng là chúng ta nhìn rộng hơn, cởi mở hơn và chúng ta tất cả đều là người Việt Nam. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý chức sắc, chức việc bàn trị sự cùng đồng đạo vui lòng đến tham dự lễ an vị Thánh tượng Thiên Nhãn tại Thánh thất Cao đài Nashville vào lúc 12 giờ trưa ngày 17 tháng 3 năm Kỷ Hợi, tức ngày Chủ nhật 21 tháng 4 năm 2019, tại Thánh thất Cao đài Nashville,
11263 Onassville Highway, Smyrna, Tennessee 37167. Sự quan tâm và tham dự của chư hiền huynh, hiền tỷ rất cần thiết để cùng nhau cầu nguyện cho nền đại đạo được hoằng khai nơi hải ngoại. Trân trọng kính mời.